Xin chào quý vị khán giả. Mỗi khi nhắc tới lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, hầu hết chúng ta sẽ thường nghĩ ngay tới các lực lượng hải quân với những đội tàu chiến hùng hậu và dàn vũ khí hỏa lực chết chóc nhất. Thế nhưng, sự thật là lực lượng có mặt nhiều nhất trong những vụ tranh chấp gần đây lại không phải hải quân mà là các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển, dân quân tự vệ biển với sức chiến đấu hạn chế. Mặc dù không thể mang trong mình sức mạnh hủy diệt như một lực lượng quân sự thực thụ, nhưng cảnh sát biển, kiểm ngư, dân quân biển Việt Nam lại là liều thuốc đắng hữu hiệu nhất để nắn gân chiến thuật vùng xám của Trung Quốc trên Biển Đông. Lực lượng này còn được gọi chung là lực lượng chấp pháp biển Việt Nam. Vậy họ là ai, sức mạnh quân sự ra sao và cách họ được dùng để trị chiến thuật vùng xám Trung Quốc là như thế nào? Đừng rời mắt khỏi màn hình, tất cả sẽ được hé lộ trong video ngày hôm nay. 1. Vai trò của lực lượng chấp pháp biển đối với chủ quyền trên Biển Đông. Anh em có biết làm cách nào để một quốc gia giáp biển có thể khẳng định chủ quyền của mình đối với vùng biển đó hay không? Vâng, đó chính là ban hành một bộ luật về biển và triển khai lực lượng đến thực thi luật pháp quốc gia đối với vùng biển đó. Và lực lượng chấp pháp biển Việt Nam chính là hiện thân của những điều luật mà Việt Nam đề ra để bảo vệ vùng biển của mình. Vào năm 2021, Trung Quốc thông qua việc sửa đổi luật an toàn giao thông hàng hải để tiến thêm một bước nhằm kiểm soát Biển Đông. Luật hàng hải của Trung Quốc theo đó sẽ thắt chặt quyền kiểm soát của Trung Quốc đối với các tàu thuyền đi qua lãnh hải Trung Quốc. Và lãnh hải Trung Quốc ở đây chính là vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Hành động của Trung Quốc cho thấy họ rất khôn ngoan khi đưa lực lượng chấp pháp đến Biển Đông. Bởi như thế, Trung Quốc vừa có thể nhe nanh, răn đe các nước trong khu vực, vừa không bị mang tiếng là kích động chiến tranh. Và trong nhiều năm qua, hầu hết những lần Trung Quốc gây hấn với Việt Nam ở Biển Đông thì lực lượng được cử ra để đối đầu với Trung Quốc chính là tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư, dân quân tự vệ biển. Sở dĩ chúng ta cử các tàu nói trên ra đối đầu với Trung Quốc thay vì hải quân, đó là nhằm tránh làm bùng nổ một cuộc chiến tranh, không tạo cớ cho Trung Quốc gây hấn. Ngoài ra, các tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư còn là đại diện cho luật pháp Việt Nam, chỉ được phép hoạt động trong vùng biển Việt Nam. Nên ở đâu có sự xuất hiện của họ thì vùng biển đó là thuộc về Việt Nam. Do đó, sự xuất hiện của họ trong các vùng biển nước có tranh chấp là một cách để Việt Nam khẳng định lãnh thổ chủ quyền của mình bằng sức mạnh. Tuy nhiên, vai trò của lực lượng chấp pháp biển Việt Nam không chỉ như vậy, mà họ còn là nòng cốt để làm tê liệt chiến lược vùng xám của Trung Quốc. 2. Nắn gân chiến thuật vùng xám của Trung Quốc. Để được vai trò cực kỳ quan trọng này của lực lượng chấp pháp biển, trước tiên chúng ta cần phải nhìn lại bài học cay đắng của anh bạn hàng xóm Philippines. Vào giữa thập niên năm 1990, Philippines từng có một tàu chiến cũ bị mắc cạn ở bãi cạn Scarborough và họ quyết định sử dụng con tàu như một biểu tượng xác định chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ của mình ở nơi đây. Và khi thấy con tàu chiến mắc cạn này có thể trở thành chướng ngại cho kế hoạch xâm chiếm Biển Đông, Trung Quốc đã yêu cầu Philippines rời nó khỏi bãi cạn và chính quyền Manila vì để tránh làm phật lòng Bắc Kinh nên đã làm theo. Sau đó, Philippines tiếp nhận và quản lý con tàu BRP Sierra Madre của quân đội Mỹ, nhưng nó cũng bị mắc cạn ở vị trí gần đó. Trung Quốc lại một lần nữa yêu cầu Philippines kéo con tàu Mỹ đi chỗ khác hoặc tháo dỡ nó. Cũng như lần trước, Manila đồng ý làm theo lời của Bắc Kinh. Thấy Philippines quá non nớt qua những lần dụ dỗ thành công, Trung Quốc đã âm thầm lên kế hoạch để chiếm khu vực bãi cạn Scarborough. Nhưng bất ngờ là đi đầu trong số đó không phải là lực lượng hải quân Trung Quốc mà là các tàu cá dân sự. Ngày 8 tháng 4 năm 2012, Philippines phát hiện một đội tàu cá của Trung Quốc tiến đến bãi cạn Scarborough, cách bờ biển Philippines 230 km. Và hành động ngay sau đó của Philippines đã làm họ mắc câu của Trung Quốc. Phản ứng trước đội tàu cá, Philippines đã lập tức điều các tàu hải quân ra vùng biển tranh chấp. Phía Trung Quốc chỉ chờ có thế. Vì lý do Philippines khơi mào chiến tranh, Trung Quốc đã đưa các tàu cảnh sát biển và tàu hải quân của mình nhanh chóng tiến vào bãi cạn. Trước sức mạnh của một đội tàu chiến hùng mạnh như vậy đã làm lép vế hoàn toàn lực lượng hải quân Philippines. Trước áp lực mạnh mẽ, phía Trung Quốc ngay sau đó phát loa yêu cầu Philippines phải rút lui. Họ còn tung một loạt đòn lên nền kinh tế Philippines bằng cách yêu cầu kiểm tra từng nải chuối nhập khẩu từ Philippines, khiến chúng bị ùn ứ tại cảng Trung Quốc, bị thối, phải vứt bỏ. Số du khách Trung Quốc đến Philippines cũng sụt giảm sau khi một trong ba hãng hàng không chính của Trung Quốc cắt các chuyến bay hàng ngày đến Manila từ 2 chuyến xuống còn 1. Nhiều chuyến du lịch đến Philippines trước đó cũng bị hủy. Căng thẳng ngày càng gia tăng và rồi Philippines đã tìm tới Mỹ với hy vọng có thể đưa hiện trạng trở về như trước đây. Philippines đã yêu cầu Washington can thiệp quân sự theo ước phòng thủ chung mà hai bên đã ký kết từ năm 1951. Thế nhưng, thứ họ nhận lại không gì khác hơn là sự thờ ơ của đồng minh.
sau nhiều tuần nhóm họp, thảo luận và đàm phán với vai trò trung gian, các quan chức Mỹ giữa tháng 6 2012 đã giúp hai nước tiến tới một thỏa thuận mà theo đó cả hai bên sẽ cùng rút lui khỏi khu vực tranh chấp. Và lần này, Philippines một lần nữa tin vào Trung Quốc. Manila đã rút các tàu còn lại của mình vì lý do tránh bão. Nhưng Trung Quốc lại không tuân thủ hạn chót mà thỏa thuận đề ra, vẫn duy trì các tàu hải giám tại khu vực và dần dần bén rễ kiểm soát luôn bãi cạn Scarborough cho đến ngày nay. Sự việc xảy ra ở bãi cạn Scarborough đã làm cho các nước xung quanh phải rùng mình trước sự khôn ngoan của người Trung Quốc, bởi nó đã đánh dấu cho sự ra đời của một chiến lược mới, mà ở đó căng thẳng ở Biển Đông không còn quay quanh việc các tàu chiến hầm hè chĩa súng vào nhau. Trung Quốc đã cực kỳ khôn ngoan khi chuyển biến nó sang hình thức đội lốt dân sự đủ thiên hình vạn trạng, từ giàn khoan di động cho đến các tàu cá có trang thiết bị hải trình tối tân và vũ khí hạng nặng, cũng như các tàu hải dương địa chất to như một tuần dương hạm. Các tàu đội lốt dân sự này có nhiệm vụ là tiến vào vùng biển của đối phương, tiến hành khiêu khích, đe dọa, thậm chí neo đậu như thể công bố chủ quyền. Và nếu bị đối phương đáp trả, Trung Quốc sẽ rêu rao rằng đối phương khơi mào chiến tranh, và thế là có cớ để Trung Quốc đưa các lực lượng hải quân của mình vào đáp trả và kiểm soát vùng biển đó. Chiến thuật này được các học giả phương Tây gọi là chiến thuật vùng xám, nhưng Trung Quốc không bao giờ thừa nhận. Nhiều năm qua, Trung Quốc còn đã đẩy mạnh xây dựng một lực lượng bán vũ trang được tuyển chọn từ ngư dân của nước này. Chúng được gọi là dân binh biển. Các thành viên của dân binh biển được huấn luyện quân sự và trang bị vũ khí, rồi hoạt động dưới bình phong là nghề cá. Các tàu do dân binh biển điều khiển đều được đóng bằng vỏ thép để giúp họ đâm đụng, thậm chí đâm chìm tàu cá của các nước trong khu vực. Dù đó là những hành động gây hấn, thậm chí gây chiến, nhưng do được núp bóng dưới hình thức tàu dân sự chứ không phải tàu quân sự, nên Trung Quốc đã dễ dàng chối bỏ mọi trách nhiệm. Và chúng ta đừng nghĩ Trung Quốc sẽ chỉ điều một hoặc hai tàu dân binh biển đến gây rối, mà thực tế họ điều hẳn hàng trăm tàu như vậy đến và áp sát các thực thể ngoài Biển Đông, khiến cho các lực lượng chấp pháp biển mỏng manh của các nước Đông Nam Á gần như tê liệt. Như với trường hợp của Philippines, họ nói rằng do thiếu các tàu chấp pháp nên họ mới điều các tàu hải quân ra xua đuổi các tàu cá của Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough vào năm 2012. Nếu không xua đuổi bằng hải quân thì không lực lượng nào khác có đủ sức làm được chuyện đó, vì điều đó vô cùng hợp ý Trung Quốc. Thế nhưng, vỏ quyết dày thì có móng tay nhọn. Các đội tàu thực thi chiến lược vùng xám của Trung Quốc đã gần như bó tay trước lượng chấp pháp biển Việt Nam. Chúng ta hãy cùng đến với cuộc đụng độ tiếp theo. Đó là vào năm 2014, 2 năm sau vụ bãi cạn Scarborough, ngày 2 tháng 5, 2014, Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vị trí cụ thể nằm cách đảo Chi Ton thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam khoảng 120 hải lý về phía đông. Đi theo giàn khoan này, đó là một loạt các tàu dân sự lẫn quân sự. Theo đó, Trung Quốc huy động tới 80 tàu thuyền các loại, trong đó có 7 tàu quân sự như tàu hộ vệ tên lửa 534, tàu tuần tiễu tên lửa tấn công nhanh 753, 33 tàu hải cảnh cùng nhiều tàu vận tải và ngư binh. Ngoài ra, hàng ngày còn có hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực. Có những thời điểm, số lượng tàu hộ tống của Trung Quốc lên tới hơn 100 chiếc. Tất cả chúng đều có chung một mục tiêu, đó là chờ Việt Nam đưa tàu hải quân ra tham chiến. Thế nhưng, thứ mà Trung Quốc không thể ngờ đến là lượng chấp pháp biển Việt Nam đông và mạnh hơn họ nghĩ. Việt Nam đã cử 29 tàu chấp pháp tới các khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc khi nhận thấy giàn khoan này định thiết lập vị trí cố định. Thấy tàu Việt Nam có kích thước bé, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiến lên và thay nhau húc vào mũi tàu của Việt Nam. Chẳng hạn như tàu TT-400 đã bị một tàu hải cảnh Trung Quốc lao thẳng vào mũi. Nhưng bất ngờ, kẻ bị gãy mũi lại là tàu Trung Quốc. Ngoài ra, các tàu Việt Nam lợi dụng sức cơ động cao liên tục vươn lên phía trước, quay chụp lại những hình ảnh tàu Trung Quốc đâm húc và đưa ra cho toàn bộ thế giới thấy. Ngày 15 tháng 5 năm 2014, Việt Nam đưa công hàm phản đối Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc. Ngày 20 tháng 5 2014, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva tiếp tục gửi thông cáo đến Văn phòng Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác, cũng như các cơ quan báo chí có trụ sở tại Geneva, về sự kiện Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông. Ngày 26 tháng 5, 2014, khi tàu Trung Quốc mất kiên nhẫn và điên cuồng tấn công đâm chìm một tàu cá của ngư dân Đà Nẵng cách giàn khoan 17 hải lý ở khu vực phía Nam Tây Nam. Đây là ngư trường truyền thống thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, thì Việt Nam đã cập nhật ngay những hình ảnh méo mó đó của Trung Quốc cho bạn bè quốc tế chứng kiến. Lập tức sau vụ việc này, cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng quyết liệt trước cách hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông. Một loạt các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Ấn Độ đã lên án các hành động bất chấp luật pháp quốc tế, gây mất ổn định và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực của Bắc Kinh.
Tại đối thoại Shangri-La diễn ra vào tháng 6, 2014 ở Singapore, nguyên thủ và lãnh đạo các nước như Nhật Bản và Mỹ đã kịch liệt lên án các hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Thậm chí ở trong nước, dư luận Trung Quốc cũng xuất hiện ngày càng nhiều tiếng nói phản đối hành vi ngang ngược của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng. Nhiều học giả Trung Quốc cho rằng việc chính phủ Trung Quốc gây chuyện với các nước láng giềng sẽ không đem đến một kết cục có lợi. Vừa không kích động được Việt Nam, vừa bị Việt Nam lật tẩy trên mặt trận ngoại giao. Nên vào ngày 16 tháng 7, 2014, Trung Quốc đã quyết định rút giàn khoan phi pháp Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sớm hơn một tháng so với kế hoạch và được che đậy bằng lý do đã hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, nhờ vào một lực lượng chấp pháp biển hùng hậu mà Việt Nam ta đã không phải đi vào vết xe đổ của Philippines. 3. Biên đội mới của lực lượng chấp pháp biển Việt Nam. Có qua, có lại thì mới tọa lòng nhau, đáp lễ lại chiến lược vùng xám của anh bạn láng giềng. Ngay từ năm 2013, nước ta đã thành lập ra lực lượng kiểm ngư, trở thành một phần của lực lượng chấp pháp biển Việt Nam. Kiểm ngư Việt Nam vốn là lực lượng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, được thành lập ngày 25 tháng 1 năm 2013. Lực lượng này sẽ thực hiện chức năng tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam. Tuy là lực lượng chuyên về dân sự, nhưng thực tế kiểm ngư đã nhiều lần phối hợp với hải quân, biên phòng và cảnh sát biển để đối đầu với Trung Quốc. Chẳng hạn như trong vụ giàn khoan HD981 nói trên, phía Trung Quốc từ ngày mùng 2 cho tới mùng 5 tháng 5 đã dùng tàu đâm húc nhiều lần và phun nước áp lực cao làm hư hại 8 tàu kiểm ngư Việt Nam. Có 6 kiểm ngư viên Việt Nam bị mảnh kính văng vào gây thương tích phần mềm. Trung Quốc không biết rằng họ đã tấn công vào tàu dân sự của Việt Nam, một bằng chứng không thể chối cãi khi bị Việt Nam bêu tên trước cộng đồng quốc tế. Sau sự kiện HD981, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục có các pha đụng độ ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng may mắn là chưa có va chạm xảy ra. Trong đó, có sự kiện ngày 26 tháng 3 năm 2023 khi tàu KN278 đã di chuyển ở hướng đối đầu với tàu hải cảnh Trung Quốc với khoảng cách chỉ 10m nhưng chưa va chạm. Trung Quốc vì quá bất ngờ với chiến lược này của Việt Nam mà trong một lần trả lời phỏng vấn thời báo Hoàn Cầu, Đái Húc, một đại tá không quân Trung Quốc đã bình luận rằng Việt Nam thành lập lực lượng kiểm ngư là nhằm đối phó với hải giám và ngư chính Trung Quốc. Trên thực tế, kiểm ngư Việt Nam là lực lượng bán quân sự được thành lập một mặt nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro xảy ra xung đột quân sự với Trung Quốc, một mặt gia tăng tần suất phát sinh va chạm với Trung Quốc. Có thể dự đoán những vụ va chạm trên Biển Đông trong tương lai sẽ gia tăng nhưng sẽ không dẫn đến xung đột quân sự. Như vậy, nếu Trung Quốc dùng tàu dân sự để khiêu khích Việt Nam thì chúng ta đã tung một biện pháp đáp trả tương tự, đó là cho các tàu kiểm ngư ra khơi để xử lý các tàu này của Trung Quốc. Và với lực lượng kiểm ngư sẽ càng khó để Trung Quốc có cớ gây hấn với Việt Nam hơn. 4. Nâng cấp sức mạnh, đề phòng mọi nguy cơ từ Trung Quốc. Nhận thức được vai trò quan trọng của lực lượng chấp pháp biển trong vụ việc của năm 2014, mà sau đó nước ta đã mạnh tay nâng cấp nhiều tàu thuyền mới cho các lực lượng nói trên. Tới nay, lực lượng chấp pháp biển Việt Nam đã trở thành lực lượng hùng mạnh và đông đảo bậc nhất khu vực. Đầu tiên là về lực lượng kiểm ngư của Việt Nam, chỉ trong vòng 7 năm sau khi thành lập hồi năm 2013, 120 tàu thuyền các loại đã được đưa vào biên chế của lực lượng này. Trong đó có lớp tàu KN2011, thực chất là biến thể của DN2000. Với lượng giãn nước 2.771 tấn, tầm hoạt động 5.000 hải lý, khả năng đi biển 40 ngày đêm với sức chở lên tới 120 người. Con tàu này còn được trang bị cả pháo tự động 2ML-23mm, súng máy hạng nặng KPVT 14,5mm, súng máy hạng nặng DSHK 12,7mm, máy bay băng theo Aerocopter SC-155B1. Tiếp đó là các lớp tàu khác như KN-750, KN-3600, KN-6000, TK-14822C, v.v. Ngoài trang bị hạng nặng như kể trên, lực lượng kiểm ngư còn được trang bị các loại vũ khí quân dụng như súng ngắn, súng tiểu liên, súng trung liên, súng đại liên, súng máy có cỡ nòng đến 14,5mm và đạn sử dụng cho các loại súng này. Thứ hai là về lực lượng cảnh sát biển. Chỉ tính từ năm 2022 đến nay, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã điều động sử dụng tổng cộng hơn 900 lượt chiếc tàu xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, đi được hơn 200.000 hải lý an toàn. Họ còn đã phát hiện, tuyên truyền, xua đuổi 2.078 lượt tàu nước ngoài vi phạm, lập biên bản, điểm chỉ hải đồ, phóng thích ngay trên biển 55 tàu. Lực lượng cảnh sát biển được trang bị rất nhiều các loại tàu tuần tra, tàu cao tốc và có cả máy bay chấp pháp. Đầu tiên là về tàu tuần tra. Hiện nay, cảnh sát biển Việt Nam được biên chế 3 tàu tuần tra có lượng giãn nước 1.200 tấn. Các tàu này do công ty đóng tàu Sông Thu đóng với số hiệu lần lượt là 6006, 6007 và 6008. Ngoài ra, cảnh sát biển Việt Nam còn được biên chế 3 tàu tuần tra đa năng cỡ lớn hơn là DN2000
có giãn nước 2.500 tấn và có khả năng tuần tra tại các vùng biển xa lãnh hải Việt Nam. Ba tàu này hiện nay được mang số hiệu là 8001, 8002 và 8004, biên chế 70 người, khả năng hành trình liên tục 40 ngày, tốc độ tối đa 21 hải lý một giờ. Khu vực hoạt động 5.000 hải lý, có thể chịu đựng gió cấp 12. Và đây cũng chính là các tàu tuần tra lớn nhất của Cảnh sát biển Việt Nam do tập đoàn đóng tàu Hà Lan thiết kế, công ty 189 của Việt Nam đảm nhận thi công. Thứ hai là các tàu cao tốc. Việt Nam hiện có 12 tàu cao tốc TT120 lớp 200 tấn. Đây là những tàu do công ty đóng tàu Hồng Hà thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam chế tạo. Các tàu này có số hiệu lần lượt là CSB001, 1011, 1012, 1013, 1014, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006 và 3007. Tiếp đó là 13 tàu tuần tra cao tốc loại khác mang số hiệu TT200 lớp 200 tấn. Các tàu này do Viện Thiết kế Kỹ thuật Hải quân thiết kế, công ty Hồng Hà chế tạo. Số hiệu lần lượt là CSB2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 và 2014. Các tàu này có khả năng chịu được gió cấp 7, 8, 9, khả năng hành trình liên tục 1.800 hải lý. Cuối cùng là 4 tàu tuần tra cao tốc TT400 lớp 400 tấn. Số hiệu lần lượt là CSB4031, 4032, 4033 và 4034, tốc độ 34,5 hải lý một giờ, hành trình liên tục 2.500 hải lý, thời gian tác nghiệp liên tục 30 ngày và là một trong 6 hạng mục quan trọng phát triển trong thời gian tới của Cảnh sát biển Việt Nam. Bên cạnh các tàu do Việt Nam tự đóng, vài năm gần đây, Việt Nam cũng nhận được các tàu chuyên dụng do bạn bè quốc tế hỗ trợ. Chúng bao gồm một tàu tuần tra ven biển số hiệu CSB8003. Tàu này vốn là một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam. Một tàu được chuyển đổi từ tàu đánh cá do Cục Thủy sản Nhật Bản chuyển giao vào ngày 5 tháng 2, 2015. Đây là chiếc tàu đầu tiên trong lô 3 chiếc mà Nhật Bản chuyển giao cho Việt Nam. Các tàu này có lượng giãn nước 650 tấn, trọng lượng toàn tải đạt 725 tấn, có khả năng hành trình liên tục 2.800 hải lý với tốc độ 13 hải lý một giờ, trang bị một vòi rồng cao áp, một đèn pha công suất lớn. 4 tàu tuần tra lớp Hồ Phong, đây là các tàu phóng ngư lôi 206 do Liên Xô chế tạo và chuyển giao cho Hải quân Việt Nam, sau chuyển sang cho Cảnh sát biển, với số hiệu lần lượt là 5011, 5012, 5013 và 5014. Tàu có chiều dài 34,7m, rộng 6,7m, mớ nước 1,5m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 148 tấn, trọng lượng toàn tải 173 tấn, sử dụng 3 động cơ dầu 503A với tổng công suất 5,9 kW, tốc độ tối đa 45 hải lý một giờ, khả năng hành trình liên tục 850 hải lý với tốc độ 30 hải lý một giờ, biên chế 23 người. Tàu được trang bị pháo 30mm và súng máy tự động. Hay mới nhất chính là hai chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton do Hải quân Mỹ chuyển giao. Lớp tàu này có lượng choán nước 3.250 tấn, dài 115 mét, ngang rộng nhất 13 mét, tầm hoạt động 22.530 km. Tàu có thể mang theo 24 sĩ quan và 160 thủy thủ, hoạt động liên tục 45 ngày trên biển. Đặc biệt, vào năm 2023, sau khi nâng cấp quan hệ với Việt Nam từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược, Mỹ tiếp tục để ngỏ khả năng cung cấp thêm chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton thứ 3 cho Cảnh sát biển Việt Nam. Bên cạnh trang bị về tàu, Việt Nam cũng đang rất chú trọng đầu tư đối với máy bay chấp pháp trên biển nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực thực thi pháp luật của mình. Như năm 2008, Việt Nam đã ký hợp đồng mua của Tây Ban Nha 3 chiếc máy bay tuần thám biển cánh cố định CASA C212-400. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở tầng phục vụ lực lượng này. Năm 2012 đến 2013, các máy này được chuyển giao và chính thức đi vào hoạt động, qua đó nâng cao năng lực chấp pháp trên biển cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. CASA C212-400 có nhiệm vụ chủ yếu là tuần tra, giám sát bờ biển, ngăn chặn tàu cá phi pháp của nước ngoài, chúng buôn lậu, cướp biển và một số hoạt động phi pháp khác. Ngoài ra, Cảnh sát biển Việt Nam còn được biên chế một trực thăng hạng trung EC-225 do công ty trực thăng Châu chế tạo. Trong tương lai, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư trang bị đối với lực lượng Cảnh sát biển, đặc biệt là Việt Nam sẽ tận dụng tối đa nguồn vốn ODA do chính phủ Nhật Bản viện trợ. Bên cạnh đó, Việt Nam đang có kế hoạch mua 10 chiếc máy bay tuần tra giám sát M28 của Ba Lan nhằm nâng cao năng lực tuần tra trên không, khu vực ven biển. Đồng thời, Việt Nam cũng đang tìm kiếm phương án mua trực thăng để trang bị trên các tàu tuần tra cỡ lớn DN2000. Có một điểm khác nhau thế này, đó là về khoản trang bị tàu thuyền thì hầu như hiện nay các lớp tàu đều do Việt Nam tự sản xuất trong nước rồi biên chế
cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Chỉ có về hạng mục máy bay là cần đi mua từ bên ngoài. Việc tự chủ được nguồn cung tàu như trên cho thấy Việt Nam sẽ có đủ khả năng để phản ứng nhanh lẹ trước các hoạt động bất ngờ từ Trung Quốc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Theo tạp chí Quốc phòng Toàn dân, thì lực lượng cảnh sát biển sẽ tiếp tục được đầu tư mua sắm, đóng mới phương tiện, vũ khí, trang bị đồng bộ hiện đại. Trên cơ sở đề án xây dựng lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đến năm 2025 và những năm tiếp theo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ tiếp tục tận dụng mọi nguồn lực để hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, để lực lượng đủ sức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển. Trước mắt sẽ ưu tiên bổ sung thêm một số tàu hiện đại có khả năng hoạt động dài ngày trên vùng biển xa, có khả năng thích ứng tốt và xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở tầng cho các đơn vị. Với sự tiếp tục quan tâm chú trọng như trên, có thể đoán được lực lượng chấp pháp biển Việt Nam sẽ ngày một mạnh mẽ. Họ chắc chắn sẽ ngày càng làm cho Trung Quốc khó chịu, nhưng biết làm sao được. Bởi như Tổng Bí thư Lê Duẩn đã từng nhận định, đất nước Việt Nam phải giàu mạnh và hùng cường. Đó là vị trí lịch sử và địa dư của Việt Nam, không thể khác được. Vì chúng ta ở bên cạnh một đất nước mà lịch sử của nước đó chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược đất nước ta.